À. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng vịt Đầu tiên liên hệ, hệ cái 色木，深色门，kiểu dáng khác，别的款式，其他款式，红的，不贵，刚躺啊，紧张吗？n rồi! 过奖了。nhân viên thu ngân đó，那个收银员，ăn ở đây hay là đem về？Nguyên văn là ăn ở đây hay là gói lại？在这里吃还是打包？hay là nếu không thì？ 不然。Rất vừa ý. Trừ khi không ăn nổi cay. Phê bụi lạ. Xem lại xem. 再看看。thử xem. Sủ ý rủ.